Xin kính chào tất cả các cô, em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Mai Trâm, hiện đang công tác tại trường mầm non Đạ Căn Đàn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Và ngày hôm nay em rất vui khi được chia sẻ một vấn đề mà em tin rằng đang được rất nhiều người quan tâm. Trước khi đến với bài chia sẻ của em, xin mời các cô cùng chiêm ngưỡng một bức chân dung của nhà giáo dục nổi tiếng trên thế giới. Các cô có nhận ra đây là chân dung của ai không ạ? Dạ vâng, đây chính là bà Maria Montessori, một nhà giáo dục nổi tiếng của nước Ý. Bà Montessori đã khẳng định rằng những đứa trẻ tự đào luyện mình trong chính mối quan hệ giữa chúng với môi trường. Chúng ta không chỉ coi trọng khối óc mà còn phải biết kết hợp hoạt động giữa khối óc và đôi bàn tay. Montessori cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc tổ chức hoạt động trải nghiệm đối với trẻ mầm non. Vậy, tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm như thế nào và nó có tác động ra sao đối với trẻ mầm non thì đó chính là vấn đề em muốn chia sẻ ngày hôm nay. Biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp lá năm trường mầm non Đạ Căn Đàn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Bài chia sẻ của em cấu trúc gồm có 3 phần: phần 1 mở đầu, phần 2 nội dung và phần 3 kết luận. Đầu tiên xin mời các cô đến với phần 1, phần mở đầu. Ở phần này thì em xin được phép chia sẻ lý do vì sao em lựa chọn đề tài này. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, học với hành phải đi đôi, học mà không hành thì vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Quan điểm của người về thực hiện học đi đôi với hành luôn mang giá trị thực sự để đảng ta vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay. Nghị quyết số 29, Nghị quyết Trung ương ngày 14 tháng 1 năm 2013 cũng đã chỉ rõ học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Và đối với trẻ mầm non cũng vậy, việc tổ chức hoạt động thực hành trải nghiệm cho trẻ mầm non thực sự quan trọng trong việc hình thành nên nhân cách và phát triển toàn diện cho trẻ, tạo cho trẻ có cơ hội và năng lực để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Hoạt động của trẻ phong phú, hấp dẫn, trẻ được trực tiếp tương tác, tiếp xúc với đối tượng thì trẻ sẽ tự khái quát hình thành nên biểu tượng cho riêng mình. Tính tích cực của trẻ được phát huy ở các khâu của quá trình giáo dục, kinh nghiệm của trẻ được tích lũy, kiểm chứng, điều chỉnh và phản hồi thông qua hoạt động, giúp trẻ được kết nối kiến thức, kỹ năng với thực tiễn cuộc sống phong phú sinh động mà trẻ đã, đang và sẽ trải qua. Vậy nên, em nhận thấy rằng không nên chỉ tiếp tục xoay quanh việc truyền thụ kiến thức mà cần phải đi theo một con đường mới có tính khả thi, đó là theo đuổi việc giải phóng tiềm năng và phát triển cá nhân trẻ. Và đặc biệt là đối với trẻ 5-6 tuổi, đây là giai đoạn mà trẻ rất ham học hỏi, muốn tự mình được làm mọi việc, nên việc để trẻ được trực tiếp thực hành trải nghiệm, được sờ, được nhìn, được ngửi, được nếm và được tiếp xúc với vật thực, học hỏi trực tiếp bằng chi giác thì sẽ giúp trẻ ghi nhớ sâu sắc hơn, khơi gợi sự tò mò, phát triển được tính sáng tạo cho trẻ. Qua trải nghiệm thì trẻ sẽ trực tiếp chiêm nghiệm và được tích lũy kiến thức, kỹ năng, thái độ để trẻ tự mình tạo thành kinh nghiệm riêng của bản thân và phát triển cá nhân theo năng lực. Chính vì vậy mà em mạnh dạn nghiên cứu đề tài biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp lá năm trường mầm non Đạ Căn Đàn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Tiếp theo xin mời các cô đến với phần 2, nội dung. Ở phần này em xin được phép chia sẻ 3 vấn đề. Thứ nhất, đó là đánh giá thực trạng. Thứ hai là trình bày biện pháp. Và thứ ba là hiệu quả của việc áp dụng biện pháp trong thực tế giảng dạy. Đầu tiên là đánh giá thực trạng. Trong năm học 2020-2021, lớp em có 30 học sinh. Bản thân có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy ở độ tuổi 5-6 tuổi. Và hơn nữa là một giáo viên trẻ, em luôn chủ động trong việc học hỏi, tìm tòi các phương pháp giảng dạy hiện đại, được tham gia nhiều các lớp bồi dưỡng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cũng như của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về các quan điểm giáo dục mới, trong đó có phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm. Điểm trường công tác có sân rộng, không gian thoáng mát, thuận lợi cho việc tạo môi trường cho trẻ trải nghiệm. Bên cạnh đó, em cũng luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà trường về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy. Chuyên môn nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ,
trong việc tạo môi trường cho trẻ trải nghiệm, góp ý cho việc tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm. Bên cạnh những thuận lợi thì em cũng gặp không ít những khó khăn, như là điểm trường đóng trên địa bàn thôn đặc biệt khó khăn, trẻ dân tộc thiểu số trong lớp là 26 trên 30 trẻ, chiếm đến 86,7%. Khả năng giao tiếp của trẻ còn hạn chế, khả năng tiếp thu kiến thức của trẻ còn chậm, và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm thì không cao. Về tiêu chí lựa chọn hoạt động, chỉ có 10% là trẻ chủ động lựa chọn hoạt động, có 33,33% là trẻ chọn theo bạn và có đến 56,67% là trẻ không biết lựa chọn. Về tiêu chí tiến hành hoạt động, chỉ có 10% là trẻ hoạt động tích cực, có 40% là trẻ ngừng hoạt động và có đến 50% là trẻ chuyển đổi hoạt động. Về tiêu chí sử dụng dụng cụ, có 30% là trẻ sử dụng đúng chức năng dụng cụ, có 36,67% là trẻ biết phối hợp nhiều dụng cụ và có 26,67% là trẻ không lựa chọn dụng cụ. Về tiêu chí tương tác với bạn, chỉ có 26,67% là trẻ chơi trong nhóm bạn, có 16,67% là trẻ biết giúp đỡ và trao đổi với bạn, có 6,6% là trẻ chơi một mình và lên đến 50% là trẻ trêu chọc ẩu đả phá phách bạn. Về kết quả hoạt động, chỉ có 10% là trẻ tự thực hiện được nhiệm vụ được giao, có 40% trẻ thực hiện được nhiệm vụ sau khi có sự hướng dẫn và giúp đỡ, và lên đến 50% là trẻ không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những thực trạng đó thì em đưa ra một số biện pháp như sau. Biện pháp 1, tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm. Biện pháp 2, hướng dẫn hoạt động chơi theo hướng trải nghiệm. Và biện pháp 3, tổ chức hoạt động ngoại khóa theo hướng trải nghiệm. Biện pháp đầu tiên đó là tổ chức hoạt động học theo hướng trải nghiệm. Như chúng ta thấy thì hiện nay khi giáo viên tổ chức các hoạt động học theo hướng trải nghiệm thì giáo viên đang còn đi theo cái hướng truyền thống, tức là giáo viên cung cấp kiến thức cho trẻ, sau đó mới cho trẻ được thực hành, mà chưa phải là cho trẻ được tự trực tiếp tương tác, tiếp xúc với đối tượng để trẻ tự hình thành nên cái hiểu biết riêng cho bản thân mình. Vì vậy mà khi thực hiện biện pháp này, em đã chủ động tìm tòi nghiên cứu để thực hiện theo 7 bước. Bước thứ nhất là lựa chọn nội dung. Bước thứ hai là xác định mục tiêu. Bước thứ ba là chuẩn bị. Bước thứ tư, tiến hành các hoạt động. Bước thứ năm, trẻ chia sẻ kinh nghiệm. Bước thứ sáu, trẻ rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Và bước thứ bảy là trẻ vận dụng kinh nghiệm vào cuộc sống. Và khi thực hiện biện pháp này thì em đã chủ động xây dựng các hoạt động học theo dự án. Và vào tuần 2 của tháng 1 thì em đã tổ chức cái dự án lá và em cho trẻ nhặt những chiếc lá trên sân trường để tạo ra những sản phẩm mà mình thích. Ở bước 1 là lựa chọn nội dung. Để tạo hứng thú và hướng cho trẻ lựa chọn các cái nội dung trải nghiệm thì em đã trưng bày một số sản phẩm từ lá cây mà em đã làm ở trong lớp, và hơn nữa thì em đã để lại những cái chiếc lá khô ở trên sân trường và đồng thời em cũng rải thêm nhiều loại lá cây khác ở trên sân. Em cho trẻ dạo chơi trên sân trường để trẻ có thể nhìn thấy cái môi trường mà em đã tạo ra. Từ đó thì em sẽ gợi ý cho trẻ để trẻ lựa chọn cái nội dung đó là nhặt những chiếc lá ở trên sân trường để tạo ra sản phẩm mà trẻ thích. Ở bước thứ hai, xác định mục tiêu thì dựa vào cái đặc điểm hiểu biết của trẻ lên cái mục tiêu về những chiếc lá và cái khả năng tạo hình của trẻ mà em đã đưa ra cái mục tiêu để phù hợp với trẻ của lớp mình. Đó là trẻ biết được đặc điểm của một số loại lá cây quen thuộc, trẻ biết kết hợp các cái kỹ năng cắt, dán để có thể tạo nên sản phẩm mà mình thích và có ý thức bảo vệ môi trường. Ở bước ba, chuẩn bị. Vì cho trẻ trải nghiệm với lá cây cho nên là em đã chuẩn bị môi trường ở ngoài trời với rất nhiều lá cây ở trên sân trường và chuẩn bị thêm giấy A4, màu sáp, hồ dán, kéo, keo hai mặt và dây dù để cho trẻ thực hiện hoạt động. Chuẩn bị thêm các cái dụng cụ để có thể ghi lại những cái hình ảnh hoạt động của trẻ. Sau các hoạt động, trẻ đúc kết được cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Ở cái bước thứ tư đó là tiến hành các hoạt động thì em cho trẻ dạo chơi trên sân trường và mỗi trẻ thì sẽ tự nhặt những cái chiếc lá mà trẻ thích có ở trên sân trường và sau đó thì cho em cho trẻ nói lên cái đặc điểm về chiếc lá mà trẻ nhặt được. Em gợi hỏi trẻ bằng những câu hỏi như là con vừa nhặt được những gì và những chiếc lá mà con nhặt được thì có đặc điểm gì hay là có lợi ích gì, và từ những chiếc lá này thì chúng ta có thể tạo nên những gì và
Sau đó thì em sẽ cho trẻ kết nhóm với nhau và cùng nhau tạo nên cái sản phẩm từ những cái chiếc lá mà trẻ đã nhặt được. Và kết thúc thì em cho trẻ giới thiệu về cái sản phẩm của nhóm mình cho cô và các bạn. Và đây là cái sản phẩm mà trẻ đã tạo được, là trẻ đã dùng lá để làm con trâu và trẻ đã dùng lá để có thể kết thành những cái con vật mà trẻ thích. Ở bước thứ 5 là chia sẻ kinh nghiệm. Em gợi ý cho trẻ để nói lên những gì mà trẻ cảm nhận được và trẻ biết được thông qua cái hoạt động này. Ở bước thứ 6, trẻ rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Em gợi hỏi trẻ, con học được gì thông qua hoạt động này? Và em cho trẻ tự do nói về các kinh nghiệm của trẻ đã lĩnh hội được và dùng tranh, ảnh, vật thực để giúp trẻ khắc sâu hơn cái kinh nghiệm của bản thân. Và ở bước thứ 7 là trẻ vận dụng kinh nghiệm vào cuộc sống. Thì để tạo điều kiện cho trẻ vận dụng kinh nghiệm vào cuộc sống thì em đã dựa vào việc lĩnh hội kinh nghiệm của trẻ để thiết kế các trò chơi học tập cho trẻ trải nghiệm chơi ở ngoài trời. Đó là cho trẻ tìm bóng của lá cây hoặc là gắn cây nào lá nấy. Thì ngoài các hoạt động trải nghiệm với lá cây để tạo thành sản phẩm mà trẻ thích thì dựa vào cái nội dung chương trình thì mỗi tuần em tổ chức cho trẻ một hoạt động trải nghiệm. Như đây là hình ảnh mà trẻ đã được thổi bóng bay bằng baking soda và giấm ăn. Trẻ rất là thích, rất là hào hứng khi mà quả bóng bay được thổi lên từ cái bột baking soda và giấm ăn này. Biện pháp 2, hướng dẫn hoạt động chơi theo hướng trải nghiệm. Ở biện pháp này thì em cũng thực hiện theo 7 bước giống như ở biện pháp 1. Tùy vào nội dung và dự án đã xây dựng thì em gợi ý cho trẻ để trẻ lựa chọn các cái nội dung để trải nghiệm ở ngoài trời. Với dự án nước thì em cho trẻ làm thí nghiệm sự bay hơi của nước. Em phát cho mỗi trẻ một cái bảng con và một chậu nước, sau đó cho trẻ quan sát cái bảng khi đang còn khô, rồi cho trẻ nhúng tay vào nước và in bàn tay lên trên bảng. Quan sát bảng khi in bàn tay và đem bảng ra ngoài nắng để phơi. Sau một vài phút thì em cho trẻ quan sát xem cái bảng này có gì khác so với cái trước cái lúc mà mang ra nắng phơi. Và cho trẻ nói lên cái ý kiến theo hiểu biết của trẻ. Sau đó em giải thích khái quát lại cho trẻ hiểu. Trẻ rất là thích thú khi tham gia hoạt động này. Và ở cái thí nghiệm này thì em chú trọng vào cái bước 5 và bước 7. Đó là trẻ chia sẻ kinh nghiệm và trẻ vận dụng kinh nghiệm vào cuộc sống. Ở bước 5 trẻ chia sẻ kinh nghiệm thì em gợi hỏi trẻ đó là con nhìn thấy gì qua hoạt động này và tại sao lại như thế? Để cho trẻ được tự do chia sẻ cái kinh nghiệm của mình với cô và với bạn. Ở bước 7 là trẻ vận dụng kinh nghiệm vào cuộc sống thì em thường xuyên khơi gợi cho trẻ để trẻ vận dụng được các cái kinh nghiệm thông qua các hoạt động trải nghiệm này vào hoạt động thực tế. Như là em hỏi trẻ ở nhà có thấy bố mẹ phơi quần áo ra ngoài nắng? Vậy tại sao khi phơi quần áo ra ngoài nắng thì quần áo lại khô? Đó là trẻ có thể vận dụng được cái kinh nghiệm khi mà trẻ thực hiện cái thí nghiệm là sự bay hơi của nước để giải thích cái hiện tượng này. Và với cái dự án rau thì em đã cho trẻ đó là đi trồng và chăm sóc rau. Ngoài ra thì em còn cho trẻ làm cái thí nghiệm là vực chìm, vực nổi. Trẻ được khám phá cát. Ngoài ra, để đáp ứng cái nhu cầu vui chơi của trẻ và tạo điều kiện cho trẻ được chơi mà học và học bằng chơi, thì bản thân em cũng đã cùng với đồng nghiệp ở trong trường đã khảo sát từng vị trí ở trong sân trường, sau đó tạo ra môi trường thật là phong phú và hấp dẫn để cho trẻ trải nghiệm. Đây là khu chợ quê. Những cái gian hàng ở ngoài trời. Khu cát nước. Khu đồ chơi vận động. Và ngay từ đầu năm học thì bản thân em cùng với giáo viên ở trong lớp đã thực hiện xây dựng môi trường trong lớp theo hướng mở và các góc cho trẻ hoạt động được bố trí thuận tiện, hợp lý, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu hứng thú hoạt động trải nghiệm của trẻ. Đây là góc xây dựng, đây là góc học tập, góc thư viện và đây là góc làm đẹp. Biện pháp 3, tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo hướng trải nghiệm. Ở trường mầm non, ngoài thời gian học tập vui chơi thì trẻ còn rất nhiều thời gian dành cho các hoạt động ngoại khóa. Vào ngày hội vui hội trăng rằm, trẻ được gặp gỡ, được trò chuyện và vui chơi cùng với chị Hằng, chú Cụi, cùng cô đâm bông ngũ quả, được đánh trống múa lân, được phá cỗ, giúp cho trẻ mạnh dạn tự tin hơn khi tham gia hoạt động tập thể. Và cũng trong ngày hội này thì em cùng với các đồng nghiệp ở trong trường đã tổ chức cho trẻ ăn tiệc buffet.
Với thực đơn đơn giản phong phú và có nhiều món ăn ngon, cách trình bày đẹp mắt, hấp dẫn đã khiến cho trẻ vô cùng thích thú và hào hứng. Và qua hoạt động này thì trẻ học được cách trình bày món ăn, thói quen lịch sự văn minh trong ăn và văn minh khi ăn buffet. Hoạt động trải nghiệm bé tập làm nội trợ, trẻ thực hiện các thao tác trong việc chế biến các món ăn đơn giản như là pha nước chanh, vắt nước cam. Và để tổ chức cho trẻ đi tham quan dã ngoại thì em đã phối kết hợp cùng với trang trại bộ đội cũng như là cùng với phụ huynh để cho các cháu được đi tham quan trang trại bộ đội vào thời gian mà cháu đang được tìm hiểu về nghề bộ đội và tham quan vườn rau của bác nông dân. Đây là hình ảnh mà các cháu được đi tham quan vườn rau của bác nông dân và được bác nông dân đang giới thiệu các loại rau ở trong vườn rau của nhà bác. Đây là cây bầu cô mới. Ngoài ra thì em cũng cho trẻ được trải nghiệm phơi cà phê cùng với bác nông dân. Trẻ rất là thích thú và rất là hào hứng khi được thực hiện cái hoạt động này. Ban đầu thì trẻ còn cần có bác nông dân hướng dẫn, nhưng sau đó thì trẻ đã tự mình có thể thực hiện được cái thao tác phơi cà phê. Với những biện pháp trên thì em đã thu được hiệu quả trong thực tế giảng dạy như sau. Em nhận thấy trẻ lớp mình đã tiến bộ nhanh về mọi mặt. Trẻ đã biết tự lựa chọn hoạt động trải nghiệm, tích cực tham gia vào hoạt động, tích cực tương tác với bạn, tham gia hoạt động nhóm, nâng cao tinh thần đoàn kết và ý thức tập thể, hoàn thành tốt công việc được giao. Trẻ năng động tự tin tham gia vào các hoạt động tập thể, hồn nhiên mạnh dạn trong giao tiếp với mọi người xung quanh. Trẻ sử dụng đúng chức năng, đồ dùng dụng cụ. Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động vui chơi, học tập và các hoạt động khác, từ đó thì khả năng ghi nhớ và chú ý có chủ định của trẻ được phát triển mạnh mẽ. Và đây là kết quả khảo sát so với đầu năm. Về tiêu chí lựa chọn, hiện tại đã có 86,68% trẻ chủ động lựa chọn hoạt động, đã tăng được 76,68%, chỉ còn 10% trẻ chọn theo bạn, giảm được 23,33% và chỉ còn 3,33% trẻ không chọn hoạt động, đã giảm được 53,34%. Về tiêu chí tiến hành hoạt động, hiện tại đã đạt được 90% trẻ hoạt động tích cực, tăng được 80% so với đầu năm. Chỉ còn 6,67% trẻ ngừng hoạt động, giảm được 26,66% so với đầu năm. Và chỉ còn 3,33% trẻ chuyển đổi hoạt động, đã giảm được 46,67%. Về tiêu chí sử dụng dụng cụ, hiện tại đã đạt được 100% trẻ sử dụng đúng chức năng dụng cụ, tăng được 70% so với đầu năm. Đạt được 83,33% trẻ biết phối hợp nhiều dụng cụ, tăng được 46,67% và hiện tại không còn trẻ nào làm hư hỏng dụng cụ, giảm được 6,67% và không còn trẻ nào không biết lựa chọn dụng cụ, giảm 4,5%. Về tiêu chí tương tác với bạn, chỉ còn 6,67% là trẻ trêu chọc ẩu đả phá phách bạn, đã giảm được 43,33%. Trẻ chơi một mình là không còn trẻ nào, giảm được 6,6%. Trẻ giúp đỡ trao đổi với bạn đạt 67,26%, tăng được 50,59%. Và trẻ chơi trong nhóm bạn đã đạt được 93,93%, tăng được 67,26% so với đầu năm. Về kết quả hoạt động, hiện tại đã đạt được 67,67% trẻ tự thực hiện nhiệm vụ, tăng được 57,67% so với đầu năm. Trẻ thực hiện sau khi có sự hướng dẫn đạt 33,33%, đã giảm được 6,7% và hiện tại không còn trẻ nào không hoàn thành được nhiệm vụ, giảm 50%. Tiếp theo là phần 3, kết luận. Ở phần này em xin được phép chia sẻ hai vấn đề. Thứ nhất là ý nghĩa của biện pháp và thứ hai là kiến nghị đề xuất. Đầu tiên là ý nghĩa của biện pháp. Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm giúp trẻ được cung cấp các kiến thức, kỹ năng mới, từ đó hình thành nên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm cho trẻ. Hoạt động trải nghiệm khiến trẻ sử dụng tổng hợp các giác quan để có thể tăng khả năng lưu giữ những điều đã tiếp cận được lâu hơn. Hoạt động trải nghiệm giúp trẻ có thể tối đa hóa khả năng sáng tạo, tính năng động và thích ứng. Trẻ được trải qua quá trình khám phá kiến thức và tìm giải pháp, từ đó giúp trẻ phát triển năng lực cá nhân và tăng cường sự tự tin. Hoạt động trải nghiệm giúp cho việc học trở nên thú vị hơn với trẻ và việc dạy trở nên thú vị hơn với người dạy.
Khi trẻ được chủ động tham gia tích cực vào các quá trình hoạt động, trẻ sẽ có hứng thú và chú ý hơn đến những điều được tiếp cận. Trẻ có thể học được các kỹ năng sống bằng việc lặp đi lặp lại các hành vi thông qua các bài tập và các hoạt động, từ đó thì tăng cường khả năng ứng dụng các kỹ năng đó vào thực tế, cũng như giúp trẻ mạnh dạn tự tin hơn trong giao tiếp. Tuy nhiên, khi thực hiện biện pháp này thì em vẫn còn hạn chế, đó là chưa đưa ra được những cái phương án dự phòng cho các tình huống khách quan có thể xảy ra, vì vậy mà kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Tiếp theo là kiến nghị đề xuất. Đối với trường mầm non Đại Cà Nàng, em mong rằng trường sẽ tạo điều kiện nhiều hơn nữa để em có thể tổ chức tốt hơn các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Có kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về chuyên đề tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm, bồi dưỡng cho giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học theo dự án. Có các buổi hội thảo về tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm để em và đồng nghiệp có thể trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Và em cũng mong rằng nhà trường sẽ thẩm định biện pháp của mình để biện pháp có thể nhân rộng ra thêm nữa. Đối với giáo viên, tuy biện pháp đã đạt được hiệu quả cao nhưng vẫn còn hạn chế. Để biện pháp được nhân rộng hơn và đạt hiệu quả triệt để hơn thì bản thân em phải nghiên cứu thêm về chuyên đề tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm, tiếp tục cùng với ban giám hiệu nhà trường, các đoàn thể và phụ huynh để tổ chức thêm một số hoạt động trải nghiệm phù hợp với tình hình thực tế và nội dung thực hiện chương trình cho trẻ 5-6 tuổi. Và giáo viên trong trường cần phải trang bị thêm cho mình kiến thức về chuyên đề tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm, cũng như chủ động học hỏi, tìm tòi các quan điểm giáo dục. Đồng thời, em mong rằng các chị em, đồng nghiệp sẽ sử dụng biện pháp của em trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục để có thể nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ phát triển một cách toàn diện. Đối với phụ huynh và các đoàn thể, trong thời gian qua em đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía phụ huynh và các đoàn thể và em mong rằng trong thời gian tới em sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa về vật chất cũng như về tinh thần để em có thể tổ chức tốt hơn các hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến việc học của các con và hiểu rõ hơn về công tác giáo dục mầm non. Các cô thân mến, vừa rồi em đã chia sẻ với các cô về biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp lá 5 trường mầm non Đạ Cà Làng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Và qua bài chia sẻ này, em mong rằng các cô sẽ cùng với em sử dụng biện pháp này để tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và cùng để cho biện pháp của em được nhân rộng ra thêm nữa. Xin chân thành cảm ơn.